Dường như trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều biết rằng Tết Nguyên đán chính là một trong những kỳ nghỉ lễ lớn và quan trọng nhất của đất nước Việt Nam từ xưa đến giờ. Và nó luôn mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc sâu sắc, độc đáo. Vậy Tết Nguyên đán thực chất có nguồn gốc từ đâu và ý nghĩa tên gọi của nó là như thế nào? Nguyên nghĩa của Tết chính là tiết. Trong văn hóa Việt, thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước, do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau và ứng với mỗi tiết này là một thời khắc giao thời. Trong đó, tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là tiết Nguyên đán. Nguyên có nghĩa là khởi đầu, đán có nghĩa là trọn vẹn. Nguyên đán có nghĩa là sự khởi đầu trọn vẹn. Tết Nguyên đán là lễ Tết đầu tiên của một năm. Tết được bắt đầu từ lúc giao thừa cùng với lễ trừ tịch. Theo chữ Hán Nôm, Nguyên có nghĩa là bắt đầu. Đán là buổi sớm mai Tết Nguyên đán, tức là Tết bắt đầu đầu năm, mở đầu cho mọi công ăn việc làm với tất cả mọi cảnh vật đều mới mẻ đón xuân sang. Nguồn gốc của Tết vẫn còn đang được tranh cãi, nhưng hầu hết thông tin đều cho rằng ngày Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về Việt Nam trong 1.000 năm Bắc Thuộc. Theo lịch sử, thời kỳ Bắc Thuộc bắt đầu vào khoảng năm 218 trước công nguyên. Lịch sử Việt Nam ghi chép lại, họ Hồng Bàng dựng nước Văn Lang từ năm Nhâm Tuất 2879 trước công nguyên, trị vì cả 2622 năm. Từ thời đó, người Việt đã ăn Tết, bắt đầu có bánh chưng, bánh dày nhờ sáng kiến của Lang Liêu, con trai thứ 18 của vua Hùng Vương VI. Theo sự tích bánh chưng bánh dày thì người Việt đã ăn Tết từ trước thời vua Hùng, nghĩa là trước 1.000 năm Bắc Thuộc. Điều đó khẳng định Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ Việt Nam, nhưng sau đó được người Hoa du nhập qua 1.000 năm Bắc Thuộc và phát triển, pha trộn phong tục của cả hai quốc gia như ngày nay. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Quốc trong hơn 1.000 năm Bắc Thuộc, Tết Nguyên đán cũng là một trong những nét văn hóa được du nhập trong thời điểm đó. Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Đời Tam Vương, nhà Hạ chuộng màu đen nên chọn tháng Giêng, tức tháng Dần. Nhà Thương thích màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức tháng Chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, tức tháng 11, làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về ngày giờ tạo thiên lập địa như sau. Giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người nên đặt ra ngày Tết khác nhau. Đến thời Đông Chu, Khổng Tử đổi ngày Tết vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời nhà Tần, thế kỷ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế 140 trước công nguyên lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức là tháng Giêng. Từ đó về sau không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. Đến đời Đông Phương Sóc, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai có thêm chó, ngày thứ ba có thêm lợn, ngày thứ tư sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và ngày thứ tám sinh ra ngũ cốc. Vì thế ngày Tết thường được kể từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 7. Ngoài ra người ta thường nói 20 Tết, 15 Tết. Đây chỉ là nói những ngày ảnh hưởng do những công việc để chuẩn bị đón Tết hay dư âm còn lại của những ngày Tết. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên các trang báo lại đăng tải thông tin nhiều ý kiến trái chiều về theo Tết Tây hay Tết Ta, đặc biệt là ý kiến của giáo sư Võ Tòng Xuân. Cách đây vài chục năm, Hồ Chủ tịch đã gặp một số chuyên gia nổi tiếng như cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng, cố giáo sư Phan Huy Lê. Bác có hỏi rằng, có nên bỏ Tết Ta và chỉ còn Tết Tây hay không? Sau khi bàn soạn rất nhiều, cuối cùng bác kết luận, vẫn giữ nguyên Tết Ta như cũ, bởi Tết ta phụ thuộc vào lịch mặt trăng, theo nông vụ. Tổ tiên ta từ ngàn xưa đến giờ vẫn lấy canh nông là nguồn sống chính. Người ta tính thời vụ rất rõ, khi nào thì cày cấy, khi nào thì thu hoạch. Mùng 1 Tết chính là thời điểm vào xuân, là thời điểm để thư giãn, chuẩn bị bước vào năm mới, phù hợp với thời vụ.
Cho nên bác kết luận, thế thì làm sao chúng ta bỏ được Tết âm lịch được? Trong chương trình tọa đàm với chủ đề Tết xưa Tết nay trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng, đương nhiên có hai Tết vẫn hay hơn là có một Tết. Điều kiện kinh tế hiện nay cũng cho phép chúng ta làm điều đó. Chỉ có điều chúng ta phải rành mạch, chơi ra chơi, làm ra làm. Sau những ngày nghỉ Tết, chúng ta phải bắt nhịp ngay với cuộc sống, chứ không có chuyện tháng riêng là tháng ăn chơi. Các bạn nghĩ sao về vấn đề nhạy cảm này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!